Xin chào anh chị các bạn, trở lại với channel Hồng Xe Hơi. Trên kênh của em thì quay khá đủ màu con gửi XAT một cầu rồi. Trước mặt anh chị đó là phiên bản gọi là phiên bản cũ. Cái form của Ranger XAT một cầu AT từ tháng 5 2023 ấy, thì nó sẽ thay đổi lên là đèn LED nhá. Và mặt ca lăng thì nó sẽ giống như là mặt ca lăng cho XLT. XLT đã được thay đổi thì nó thành Ranger Sport và giá nó khoảng 854 triệu, nó cao khoảng 34 triệu so với phiên bản XLT. Đấy, còn với bản XLT một cầu như này, giá hiện nay nó tăng lên 19 triệu thành 707. Khuyến mại thì nhiều hơn thời điểm trước một chút. Tuy nhiên thì cái lượng xe trong tháng 5 nó cũng không nhiều. Mình đa phần phải chờ đến gần cuối tháng thì chúng ta sẽ có thông tin và hình ảnh của form mới nhá. Còn hiện tại thì đa phần em vẫn bán nào là phong cũ đó. Lăn bánh hiện nay của cái mẫu xe này nó sẽ dao động vào khoảng 740 đến 750, tùy vào từng thời điểm và phiên bản mình nhận xe nhé. Ngoài ra thì anh chị mua theo công ty cũng trả góp, nó có thể mua cái bảo hiểm thân vỏ từ 2 đến 3 năm trong toàn bộ quá trình vay mua trả góp của xe. Với mua trả góp thì thời điểm này lãi suất ngân hàng cũng đang khá là tốt rồi. Đầu tháng 5 thì CN Bank cũng thay đổi lãi suất với gói vay 5 năm. Chúng ta cố định lãi suất là 10,59% trong 6 năm toàn bộ thời gian vay. Đấy, ngay thời điểm trước thì là 9,19 trong 6 tháng đầu và 10,9 trong 54 tháng còn lại. Giờ mình cố định toàn bộ thời gian vay từ đầu đến cuối luôn. Cái màu ghi xám này thì thật sự là bên Bắc Ninh này bán khá chạy. Bên em thì gần như tháng nào cũng phải 5-7 xe màu ghi xám này. Nó trông trẻ khỏe hơn màu đen khá nhiều. Nên mình nhìn trực tiếp. Đấy, mình có nhu cầu có thể alo trực tiếp qua bên em nhé. Địa chỉ tại đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, gần showroom nhà Toyota, Hyundai, Mazda. Đó, thì thời điểm này giá gửi XAT cũng đang rất là tốt rồi. Mình hoàn toàn có thể mua cả phiên bản mới và phiên bản cũ. Giá thật sự rất hợp lý và chương trình khuyến mại cũng rất là nhiều. Ở bên em có đầy đủ màu trắng, đen, đỏ, cam hay là xanh nước biển. Đấy, như em có quay một video rồi. Ngoài ra thì những cái đầu xe cao cấp như Wichek, XLT, Range Rover Sport thì cũng được khuyến mại rất là tốt. Mình có nhu cầu thì bốc máy alo trực tiếp giúp em nhé. Rất là tiếc là bên Ford thì chào giá qua video mà em không được chào trực tiếp là giảm bao nhiêu tiền mặt như các hãng khác. Nên là anh chị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua bên em để bên em gửi báo giá theo từng thời điểm nhé. Xin chào, gặp lại trong những cái video tiếp theo.